Chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay em sẽ gửi tới tất cả các bác nhà mình về một mẫu xe Nhật số tự động, form dáng rất là đẹp và giá tiền hợp lý các bác nhé. Hơn 200 triệu các bác có quyền sở hữu mẫu xe này rồi. Chiếc xe mang tên là Mazda 3, sản xuất năm 2006, số tự động các bác nhé. Đây là mẫu xe số tự động nhé. Máy 1.6 thôi, rất tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc xe với thiết kế phần nội thất, phần tắp nô cho đến phần tắp ni cửa đúng không ạ? Rất là phong cách, thời trang, trẻ trung. Kể cả như là phần hình thức bên ngoài, dáng dấp bên ngoài của chiếc xe cũng vậy. Chiếc ghế ra nhìn rất đẹp mắt luôn. Sơn xi sạch sẽ, nội thất đẹp, nội thất sạch sẽ. Với phía sau được thiết kế ra, các bác có thể nhìn thấy này, đèn và cái đuôi gió đúng không ạ? Chủ xe trước cũng đã được lên cái bộ đuôi gió và đèn sau đã được dán đen. Và la răng cũng vậy. Nhìn chiếc xe mang tính chất thể thao đúng không ạ? Nhìn rất là khỏe xe. Xe màu đỏ nguyên bản có nhá. Đây là mẫu xe màu đỏ nguyên bản luôn, nguyên zin. Nhiều mẫu thì người ta từ màu nọ người ta đổi sang màu kia. Chứ còn thì mẫu xe này của em là màu đỏ nguyên bản nhá. Xe biển 15 và đã được rút hồ sơ rồi. Các bác lấy cái mẫu này về, chỉ việc là đi bấm biển thôi nhá. Đấy, chỉ việc bấm biển thôi. Bấm biển trong ngày, nếu mà chậm thì có thể là mình làm trong vòng 2 ngày là sẽ xong. Với dòng xe Mazda 3, Mazda 6, Mazda 626, bên em còn rất là nhiều nhá. Có cả Mazda form mới nữa luôn, đời 2014 cũng có luôn nhá. Đấy, rất là nhiều. Trên dưới 100 đầu xe các kiểu các loại để tất cả các bác nhà mình lựa chọn lên một chiếc, rất nhiều luôn ạ. Xe bên em bán ra thì cũng đảm bảo cho các bác luôn về những vấn đề lỗi như là lỗi ngập nước này, lỗi giấy tờ này, rồi lỗi máy, lỗi số, rồi lỗi thân vỏ là bên em sẽ đảm bảo cho các bác luôn nhé. Đối với cái mẫu xe này thì nó cũng chỉ là va quẹt ở mức độ vừa phải thôi, chứ còn thì sẽ không có đâm đụng nặng trên mẫu xe này mà hiện tại em đang giới thiệu với các bác nhé. Đấy. Xe này đăng kiểm còn đến tháng 1 năm 2021. Đấy, còn đến tháng 1. Vẫn còn dài đúng không ạ? Về các bác là đi làm biển, làm đăng ký, sau đó các bác mình đi đăng kiểm là vừa. Đa răng đúc của dòng này nó là nguyên bản theo xe. Đấy. Và lốp của xe này vẫn còn dày nhá. Chiếc này sản xuất năm 2006 nhá, chứ không phải là 2004-2005 đâu. Mẫu này thì nó có từ đời 2004. Đấy. Xe với thân vỏ rất là chắc chắn. Bây giờ thì em sẽ mời các bác xem chi tiết về mẫu xe này, từng phần một về mẫu xe này nhá. Để gửi tới các bác mình xem, các bác cảm nhận. Các bác đang đúng chân mẫu này, các bác đang có tầm tiền hơn 200 triệu mà muốn mua một chiếc xe số động vẫn đảm bảo về chất lượng, đảm bảo về dáng dấp, thì mẫu xe này là hợp lý dành cho các bác nhé. Đấy, một cặp đèn pha còn rất là sáng, rất là trong luôn. Đấy, sơn xi của xe thì đẹp cả xe luôn rồi, không xước sát bất cứ chỗ nào. Xe bóng bẩy sạch sẽ, thân vỏ không mục mọt, không han gì. Đấy, các bác nhá. Cửa kính của xe được điều chỉnh hoàn toàn là điện nên xuống nhẹ nhàng. Kính của xe được bọc bọc dán 3M rồi. Em sẽ quay và cũng sẽ tả bằng miệng để cho các bác mình biết thông tin rõ nhất về mẫu xe này. Lốp theo đây ạ. Các bác hãy liên hệ cho bên em theo hai số nhé. Số 093 858 6307 là số mà luôn luôn có người túc trực điện thoại để nghe trả lời các bác. Một số nữa là số 0389 00 555, đây là số nữa của bên em nhé. Hai số điện thoại để các bác mình liên hệ. Các bác cần biết thêm thông tin gì về xe này hoặc tất cả những mẫu xe khác mà hiện tại đang có hàng bên em, hoặc là về vấn đề thủ tục mua bán, vận chuyển, sang tên, chuyển nhượng, đấy, các bác như mình cứ alo nhé. Còn để biết một cách rõ ràng nhất và chi tiết nhất về chiếc xe này thì mời các bác như mình đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng phố Nguyễn Thời Trung, đối diện 166 Hồng Châu, đối diện 166 Hồng Châu các bác nhé, của thành phố Hải Dương, gần bến xe Hải Tân và gần cầu Cất. Hiện tại thì em đang di chuyển xuống phía đằng sau của chiếc xe, phía đuôi.
Đấy, quay kỹ hơn, gần hơn để các bác xem về xe này. Đấy, lóc này nhá. Xe trang bị có camera lùi rồi. Với bóng dáng nhìn rất là bầu bĩnh. Sơn xi sạch sẽ gọn gàng cả xe luôn. Một dàn lốp thì rất là dày, gần như là mới đúng không ạ? Mua về là các bác chỉ việc đổ xăng đi thôi nhá. Chỉ việc đổ xăng là chạy thôi, chứ không phải là làm gì ở trên mẫu xe này nhá. Chiếc xe còn rất là cứng. Và thân vỏ dòng này nó sẽ dày nhá. Nó dày hơn rất là nhiều so với lại một số những dòng xe cùng phân khúc. Đấy, và cùng đời và cùng giá tiền. Một chiếc xe được lợi rất là nhiều thứ luôn. Về cái độ lành và cái độ bền. Bền bỉ và độ lành thì sẽ các bác mình không phải suy nghĩ đối với mẫu xe này. Hoàn toàn yên tâm luôn. Vẫn đảm bảo về dáng, vẫn đảm bảo về chất lượng. Đấy, vẫn đảm bảo về mọi công năng sử dụng trong khu vực xe ở chiếc xe này. Đấy, lốp sơn rất là bóng nhé. Về giá của chiếc xe này thì bên em sẽ ghi ngay ở phần tiêu đề để các bác nhà mình theo dõi nhé, các bác xem. Bên em có nhiều mẫu mắt đau đỏ cho nên là các bác nếu mà hỏi mẫu xe này thì các bác hãy chụp lại màn hình và gửi qua Zalo cho bên em. Hoặc là mình đọc một số thứ như là chiếc xe này đời 2006 này rút hồ sơ rồi này. Và các bác phải đọc tên thôi nhá. Nhiều bác gọi điện cho bên em thì không đọc tên, cũng bảo cái chiếc mắt đa đỏ đỏ. Mắt đa đỏ thì bên em đang có mấy chiếc liền cơ. Cho nên là các bác hãy đọc rõ thông tin về chiếc xe nhá. Bên em trả lời và tư vấn cho các bác được giáo hơn, rõ ràng hơn. Đấy, vỏ xe đây các bác nhìn rất là căng đúng không ạ? Bây giờ là quay ở bên trong khu vực nội thất của chiếc xe, mời các bác chú ý đón xem. Các bác hãy nhớ nhấn like, nhấn chia sẻ và đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi thường xuyên, cập nhật thường xuyên về những chiếc xe khác mà bên em đăng tải lên nhé. Ấn đăng ký, ấn theo dõi và ấn một hình quả chuông ở bên cạnh. Hình quả chuông nó sẽ có tác dụng là thông báo cho các bác những video mà bên em đăng tải lên các bác nhá. Bên em thì có hai kênh chính, đây là kênh Facebook và kênh YouTube. Kênh YouTube thì các bác hãy nhấn là Trang Ô Tô Hải Dương là sẽ ra. Còn thì Facebook thì các bác mình nhấn trang cá nhân là cũng là Trang Ô Tô Hải Dương. Nếu mà trang fanpage là Mr. Trâm Ô Tô Cũ thành phố Hải Dương nhá, là sẽ ra trang kênh fanpage của bên em. Đấy, các bác hãy đăng ký theo dõi để được xem thêm thuận tiện hơn về những mẫu xe mà hiện tại cửa hàng em đang bày bán nhé. Rồi bây giờ em sẽ mời các bác xem chi tiết nội thất bên trong của mẫu xe này. Mẫu xe được thiết kế phần nội thất màu kem và màu đen. Đấy, từng vị trí, từng cánh cửa một của chiếc xe sẽ được em giới thiệu chi tiết. Các bác nhà mình xem được chi tiết nhất. Đây, phần tăm ni cửa đấy ạ. Nội thất sáng, nội thất sạch, rất là tươi. Khoang nội thất của xe rất là rộng rãi nhá, rộng rãi hơn Atit, rộng rãi hơn Vios các bác nhá. Đấy, những vị trí khu vực khoang, bên trong nội thất, những cái vị trí vách cửa, sàn có xe bọc da rồi, ghế da thì còn đẹp, có gối đầu của ghế luôn này, hộp đồ phanh tay và cần số. Cần số của dòng này được thiết kế là cần số hệ zig zag nhá. Đấy, màn hình camera lùi đầy đủ, hệ thống điều hòa mắt lạnh, có cả chế độ nóng luôn. Khu vực này được thiết kế hai phần túi khí an toàn. Một túi được thiết kế ở vị trí tam lô bên phụ đây. Và một túi khí nữa được đặt ở giữa vô lăng nhá, vô lăng ba chấu. Phần nội thất này các bác xem này, phần tam lô, khu vực tam lô được thiết kế ra. Các bác có thể nhìn thấy là nó đến bây giờ đấy, tuy rằng là hơn chục năm rồi nhưng mà vẫn còn rất là hiện đại đúng không ạ?
chân đế nguyên zin và vẫn còn rất là sáng này. Tiếp tục nhá. Em quay làm sao chi tiết nhất để các bác nhà mình cùng cảm nhận. Các bác ở xa xem kỹ nhá. Em luôn luôn nhắc các bác là nếu các bác ở khu vực miền Trung, miền Nam mà quan tâm mà thích mẫu xe nào của bên em thì bên em đều có sự hỗ trợ cho các bác nhà mình mua bán làm sao thủ tục nhanh gọn và đầy đủ nhất. Đấy. Miền Nam thì bên em có thể là chuyển xe tới tận nơi cho các bác. Chỉ cần là các bác cọc cho em trước một ít tiền thôi là nhận xe rồi các bác gửi lốt. Rất là đơn giản nhé. Nhận xe, kiểm tra xe rồi gửi lốt số tiền còn lại. Đấy, chờ đây ạ, em quay lại nhé. Chiếc xe này thì rút hồ sơ rồi. Các bác trong khu vực miền Trung, miền Nam mà thích chiếc xe này, bên em chuyển luôn cho các bác được đây. Đấy, không cần phải đợi hồ sơ. Đấy, tiếp tục là những vị trí cánh cửa. Âm thanh của xe thì nghe rất là hay rồi. Tống lưng hạ kính lên xuống nhẹ nhàng. Là check của xe được thiết kế thêm nhé. Đấy, vô lăng đây. Gửi tới các bác làm sao xem được chi tiết nhất về lộ mọi thứ, thì là phần nội thất này, những phần bách cửa một chút nữa thôi thì sẽ đến phần góc của phần máy nhá. Các bác đợi em một chút xíu. Chi tiết đầy đủ luôn. Những cái phần nẹp chân kính này nó không bị bong gì, không bị bong chóc gì. Chỗ này thì các bác nhà mình ấn vào cái là được thôi nhá. Nó tuột ra, các bác ấn vào xong là xong. Thì đấy là cái vòi voi mà để bảo vệ dây điện. Do khung cánh của xe còn đẹp, không bị sờn rách gì. Ghế da trên dưới trước sau, các bác thích thì để đổi màu khác thôi, chứ còn thì ghế da vẫn còn rất là đẹp. Cửa đóng rất là chắc. Em lổ máy lên cho các bác nghe tiếng máy nhá. Đâu nhiều chìa khóa đâu ạ, ở đây rồi. À và cũng giới thiệu với các bác là động cơ hộp số chiếc xe này nó vẫn nguyên nhá, nguyên bản, chưa bổ máy, chưa làm lại máy nhá. Máy chưa làm lại đâu ạ. Đây là phần đồng hồ xe đây. Động cơ hộp số là chưa đại tu, chưa làm lại. Khung gầm của xe còn đẹp, không han mọt, không mục mọt han gì. Sang đây nhá. Ok, và cũng đã xem phần gầm rồi. Bây giờ là đến phần máy nhá. Các bác đợi em chút xíu, em mở capo ra. Đây, động cơ hộp số của chiếc xe đây. Máy 1.6 rất là tiết kiệm, chỉ tầm khoảng 7-8 lít trên 100 km khi có mình chạy thôi. Máy hiện tại đang đổ nhá, và đang đổ rất là êm. Em chống capo lên. Các bác đợi em chút xíu nhá. Về máy số của chiếc xe thì các bác yên tâm rồi, bên em cũng đã cho kiểm tra kỹ rồi mới nhập về, nên các bác mình cũng hoàn toàn yên tâm nhé. Kiểm tra kỹ rồi, bây giờ các bác mình toàn yên tâm về máy và hộp số của xe thôi. Về máy của xe thì chưa đại tu, chưa bổ máy. Về chiếc xe tổng thể các bác không phải làm bất cứ gì.
gì nhá. Về mình chỉ việc đổ xăng đi thôi, đổ xăng chạy thôi, có thể đầu tư thêm đồ chơi là gì đó thôi, chứ còn thì cái tình trạng của xe các bác về mình không phải làm gì nữa. Về tình trạng chiếc xe và của chiếc xe thì em cũng đã quay và giới thiệu chi tiết đầy đủ mọi người cho các bác như mình. Các bác xem xong có cảm nhận tốt và nếu đã ưng, đã thích đúng chân mẫu này rồi, các bác nhấc máy lên và gọi điện để được chốt sớm mẫu xe này nhé. Về giá cả em ghim tiêu đề như vậy thì giá vẫn có lùi, vẫn có bớt thêm. Các bác alo hoặc các bác đến xem xe trực tiếp để có một cái giá tốt nhất, ưu đãi nhất cho các bác nhé. Xe bên em bán toàn xe đẹp, toàn xe chất lượng thôi, nên các bác hoàn toàn yên tâm khi đến với cửa hàng bên em. Rồi ok, em xin được cảm ơn và xin được hẹn lại. Thank you.